Áp dụng bảng nguyên hàm thì chúng ta cũng có thể tính được nguyên hàm của một số hàm đa thức hay là phân thức. Thầy sẽ giới thiệu cho các em một chuỗi các nguyên hàm của các hàm đa thức và phân thức. Các em hãy cùng quan sát nhé. Đầu tiên là nguyên hàm của hàm 2 trên x trừ 1 dx. Thì ta thấy ngay nó bằng gì? Nó bằng 2 lần nguyên hàm của 1 trên x trừ 1 dx. Đến đây các em hãy cho thầy kết quả xem nguyên hàm của hàm này là gì nhé. Nguyên hàm của hàm này là 2 lần logarithm của trị đối x trừ 1 cộng c. Các em có thể thử lại bằng cách là chúng ta lấy đạo hàm của hàm này. Thì đạo hàm của hàm này là 2 lần 1 trên x trừ 1. Nó cũng chính là hàm số của chúng ta ở đây. Hàm số tiếp theo là 1 trên 4x trừ 3. Tìm nguyên hàm của 1 trên 4x trừ 3 dx. Chúng ta nhìn thấy nó có vẻ tương tự như với hàm số ở trên. Vậy thì liệu nó có bằng là logarithm của, ở đây tử số là 1, thì liệu nó có bằng là logarithm của trị đối của 4x trừ 3 cộng c hay không? Để kiểm tra thì thầy sẽ lấy đạo hàm của hàm này xem sao. Đạo hàm của hàm này nó bằng gì? Chúng ta có đạo hàm của hàm số logarithm là gì? Logarithm của trị tuyệt đối của fx nó sẽ bằng f'x trên fx. Đạo hàm của 4x trừ 3 nó là 4 trên 4x trừ 3. Tử số đây là 4, còn tử số đây là 1. Chúng ta phải thêm 1 phần 4 vào đây thì nó mới là nguyên hàm của hàm 1 trên 4x trừ 3. Kết quả chúng ta phải là 1 phần 4 logarithm trị tuyệt đối 4x trừ 3 cộng c. Ban đầu các em tính nguyên hàm của các hàm số thì một việc rất quan trọng là chúng ta phải kiểm tra xem kết quả chúng ta đúng chưa, bằng cách là chúng ta lấy đạo hàm của nguyên hàm chúng ta vừa tìm được. Một cách tổng quát thì sao? Qua ví dụ này thì ta thấy là nguyên hàm của 1 trên ax cộng b dx nó sẽ bằng gì? Đầu tiên ta viết là logarithm của ax cộng b và cộng với c. Đằng trước chúng ta cần một hệ số, nó là gì? Ta thấy khi đạo hàm của hàm này ta sẽ được là a trên ax cộng b. Đây là 1, đây là a, cho nên ta phải chia cho a, 1 trên a. 1 trên a logarithm của trị đối ax cộng b cộng c. Các em chú ý là a ở đây phải khác không nhá. Nguyên hàm của hàm 4x cộng 15 trên x cộng 3 dx. Làm sao để tính được nguyên hàm của hàm này? Nó có liên hệ gì với dạng nguyên hàm ở đây? Mẫu thức ở đây cũng là một nhị thức bậc nhất, giống như hai hàm số ở trên. Và tử thức nó là đa thức có bậc bằng với mẫu thức. Cho nên ta có thể viết nó về dạng là gì? Ta có thể viết nó về dạng là a cộng với b trên x cộng 3. Với a và b là các số thực. Sau đó chúng ta sẽ áp dụng các tính chất của nguyên hàm. Vậy thì việc đầu tiên ta phải tìm xem a và b là cái gì. Ta thấy là 4x cộng 15 trên x cộng 3 nó bằng 4 cộng với 3 trên x cộng 3. Bởi vì nó là gì? 4x cộng 3 rồi 4 x 3 bằng 12, thiếu 3 nữa là ta được 15. Áp dụng tính chất của nguyên hàm thì nó sẽ bằng là nguyên hàm của 4 dx cộng với nguyên hàm của 3 trên x cộng 3 dx. Và ta tính được ngay nguyên hàm của 4 dx nó là 4x. Nguyên hàm của 3 trên x cộng 3 dx là 3 logarithm trị đối của x cộng 3 cộng c. Ta áp dụng kết quả trên này. Nguyên hàm của x bình cộng 4x cộng 8 trên x cộng 2 dx. Thì ta cũng nhận xét thấy ngay là mẫu thức của phân thức này nó cũng là một nhị thức bậc nhất, giống như các ví dụ ở trên. Và bậc của tử thức ở đây nó lại lớn hơn hẳn bậc của mẫu thức.
Cho nên tương tự phần ở trên thì ta có thể viết nó về dạng là ax cộng b rồi cộng với c trên x cộng 2. Và ta cũng áp dụng tính chất của nguyên hàm tương tự như ví dụ này. Bây giờ ta phải tìm xem các số abc này là gì. Thì ta sẽ phân tích từ thức sao cho là có nhân tử là x cộng 2 rồi cộng với một số dư nào đó. Thì nhận xét là gì? X cộng 2 bình phương. Nó là x bình cộng 4x cộng 4. Như vậy ta còn thiếu 4 nữa thì được 8. Từ thức của chúng ta bằng x cộng 2 bình phương cộng 4. Bây giờ thực hiện phép chia từ thức cho mẫu thức. Thì ta được là x cộng 2 bình phương trên x cộng 2 thì nó được là x cộng 2. Còn lại là 4 trên x cộng 2. Đến đây thì công việc còn lại rất là đơn giản. Ta lại áp dụng tính chất của nguyên hàm. Thì ta được là gì? Nguyên hàm của x thì là x bình trên 2. Nguyên hàm của 2 thì là 2x. Nguyên hàm của 4 trên x cộng 2 nó là 4 lần logan epe của trị tuyệt đối x cộng 2 rồi cộng với hàng số c. Như vậy thì qua 4 ví dụ này ta thấy là gì? Các hàm số mà có dạng phân thức với mẫu thức là các nhị thức bậc nhất như thế này thì ta có thể tính được nguyên hàm của nó một cách dễ dàng. Với trường hợp tử thức là các hàng số thì kết quả rất đơn giản như thế này. Còn với trường hợp tử thức có bậc lớn hơn bằng mẫu thức thì ta thực hiện phép chia tử thức cho mẫu thức nhằm mục đích là để xuất hiện những hàm đa thức và cộng với những hàm là phân thức có dạng tương tự như hai ví dụ ở trên. Trong một số trường hợp thì chúng ta cũng phải biến đổi một cách khéo léo để đưa về dạng những hàm số như thế này. Thấy ví dụ như là nguyên hàm của 2 trên x bình trừ 1 dx. Ta thấy là mẫu thức ở đây nó là một đa thức bậc 2, cho nên ta không thể áp dụng ngay được tính chất của nguyên hàm của phân thức có mẫu thức là nhị thức bậc nhất. Nhưng mà ta có thể đưa về dạng những mẫu thức như thế này. Nó đúng hơn, nó là tổng và hiệu của những hàm có dạng như thế này. Quan sát thấy là gì? X bình trừ 1 thì bằng x trừ 1 nhân x cộng 1. Điều này gợi cho chúng ta đến hiệu của hai phân thức lần lượt có mẫu là x trừ 1 và x cộng 1. Như vậy 2 trên x bình trừ 1 nó bằng 1 trên x trừ 1 trừ đi 1 trên x cộng 1. Đến đây thì rất dễ dàng, ta tính ngay được nguyên hàm của hàm này, nó là logan epe của x trừ 1 trừ đi logan epe của x cộng 1 cộng c. Và dựa vào tính chất của logan epe, ta có thể viết nó thành logan epe của x trừ 1 trên x cộng 1 trong giá trị tuyệt đối như thế này cộng với c. Như vậy, bằng cách biến đổi khéo léo thì ta đã đưa hàm có dạng này về tổng và hiệu của các hàm có dạng này. Một ví dụ nữa cũng đòi hỏi chúng ta phải biến đổi một cách khéo léo. Làm thế nào để đưa hàm có dạng phân thức như thế này về tổng và hiệu của các hàm có dạng phân thức như thế này? Ta thấy nó không đơn giản như là hàm số ở trên. Vậy ta phải làm như thế nào? Ý tưởng của chúng ta cũng tương tự như thế, là phát hiện ra là x bình trừ 1 thì bằng x trừ 1 nhân x cộng 1. Thế bây giờ ta cũng phải phân tích xem là x bình trừ 6x cộng 8 nó bằng tích của hai nhị thức bậc nhất nào. Phân tích x bình trừ 6x cộng 8 thành nhân tử thì ta được là gì? X trừ 2 nhân x trừ 4. Vậy thì chứng tỏ là ta phải phân tích nó thành tổng của hai phân thức có dạng là a nhân x trừ 2 cộng b nhân x trừ 4. Nếu phân tích được thành dạng này thì việc tính nguyên hàm rất đơn giản. Tìm a và b như thế nào? Ta khó mà có thể mò ngay ra được. Vậy thì thầy sẽ sử dụng phương pháp gọi là phương pháp hệ số bất định để tìm a và b. Hai số a và b phải là hai số thỏa mãn là a trên x trừ 2 cộng b trên x trừ 4 bằng 2x trừ 2 trên x bình trừ 6x cộng 8. Bây giờ nếu thầy quy đồng và thầy cộng hai phân thức này thì thầy sẽ được một phân thức có mẫu thức là như thế này. Và tử thức là gì? Tử thức nó sẽ là a nhân với x trừ 4 cộng với b nhân với x trừ 2. Và nó phải bằng 2x trừ 2. A nhân x trừ 4 cộng b nhân x trừ 2 bằng 2x trừ 2. Điều này chỉ xảy ra khi hệ số của x ở hai vế bằng nhau và hệ số tự do của hai vế cũng bằng nhau. Hệ số của x ở vế trái là gì? Nó là a cộng b, bởi vì chúng ta có là ax cộng bx thì đây nó sẽ là a cộng b nhân x. Còn hệ số tự do là gì? Là trừ 4a cộng với trừ 2b, hay là trừ 4a trừ 2b. Khi viết được ra như thế này thì ta thấy ngay là a cộng b nó phải bằng 2 và trừ 4a trừ 2b nó phải bằng
trừ 2. Em chú ý, đây là cộng với trừ 4a trừ 2b. Còn đây là trừ 2 thì ta hiểu nó là cộng với trừ 2. Như vậy, trừ 2 nó bằng trừ 4a trừ 2b. Ta có hệ phương trình là a cộng b bằng 2 và trừ 4a trừ 2b bằng trừ 2. Giải hệ phương trình này thì ta được a bằng âm 1 và b bằng 3. Như vậy thay vào đây thì ta được là gì? Nó là trừ 1 trên x trừ 2 cộng với 3 trên x trừ 4. Thế thì thầy có thể đảo ngược lại là 3 trên x trừ 4 trừ đi 1 trên x trừ 2. Và tính nguyên hàm của hàm này thì rất là đơn giản. Nó là 3 log IP chỉ đối của x trừ 4 trừ log IP x trừ 2 cộng c. Như vậy thì thầy đã giới thiệu cho các em cách chúng ta tính nguyên hàm của một số hàm có dạng là một phân thức. Các phân thức này thì nó có dạng mẫu thức, nó là một nhĩ thức bậc nhất, hay là mẫu thức nó là các đa thức mà chúng ta có thể phân tích thành tích của các nhĩ thức bậc nhất như thế này. Khi đó thì ta sẽ biến đổi chúng về dạng tổng và hiệu của các phân thức có dạng như thế này để áp dụng tính chất nguyên hàm của hàm 1 trên ax cộng b x. Các trường hợp mà mẫu thức không phân tích được thành tích của các nhĩ thức bậc nhất thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở bài sau, đó là bài tích phân.